Phan Thiết là điểm đến du lịch quen thuộc. Nhưng bạn có biết còn có một Phan Thiết rất mới không? Cùng Tiểu Vi khám phá về những điều sẽ làm bạn bất ngờ về thành phố biển này nhé. Vài tháng nữa thôi, nơi đây sẽ chính thức là Second Home, ngôi nhà thứ hai của Tiểu Vi. Khu biệt thự này mang phong cách Florida, nằm trong lòng siêu thành phố biển, du lịch, sức khỏe Nova World Phan Thiết. Ở đây có khá nhiều mẫu nhà và màu sắc để mọi người lựa chọn. Mọi người xem đâu là nhà của Tiểu Vi nhé. Ngôi nhà thứ hai Tiểu Vi chọn có màu sắc và thiết kế y hệt như ngôi nhà này. Thử tưởng tượng xem, vừa nằm đây, nghe tiếng sóng vỗ, ngắm mặt trời mỗi ngày, vừa tận hưởng những không gian tuyệt vời bên gia đình và những người thân yêu của mình. Vi rất mong chờ được nhận nhà và sớm làm quen với những người hàng xóm xung quanh, vì Vi biết rằng có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng chọn Nova World Phan Thiết làm ngôi nhà thứ hai của mình. Đang hoàn thiện cùng lúc với khu nhà Second Home là những tiện ích vô cùng mới mẻ lần đầu tiên xuất hiện tại Phan Thiết. Ví dụ như nơi Tiểu Vi và các bạn đang đứng ở đây sẽ là tuyến phố đi bộ, mua sắm, ẩm thực đầu tiên tại Phan Thiết. Và phía trên đó là khu sân golf PGA độc quyền đầu tiên tại Việt Nam. Và còn một nơi cực kỳ thích hợp và thú vị cho Tiểu Vi cũng như là tất cả các bạn trẻ. Mọi người đừng rời mắt khỏi clip nhé! Hãy cùng Tiểu Vi khám phá một Phan Thiết rất mới tại Nova World Phan Thiết. Yeah!